Hồi mới tôi xuất gia tôi không hiểu, nghèo ông bố thí cái gì, nghèo sạc mồng tơi không có các bạc bố thí cái gì. Nhưng mà không ngờ đâu, không đặt trên vấn đề vật chất, đặt trên vấn đề cái hiểu biết của mình, cái tâm của mình. Sở dĩ mình nghèo là bỏng sẻn, kiếp trước bỏng sẻn, kiếp này hà tiện, rít rống. Vì rít rống nghèo cho cái nghiệp nó đeo theo. Bây giờ rít rống nữa thì sao sanh nghèo nữa, dài dài. Bố thí là bố thí cái gì? Chúng ta thấy Xá Lợi Phất xin có bà lão ăn mày, nói con nghèo quá này ơi, tôi không có cái gì bố thí cho ngài hết. Xá Lợi Phất nói bà bố thí cái nghèo cho tôi. Thì bà lão kỳ, ông nèo nói chuyện kỳ, cái nghèo làm sao bố thí? Là bố thí cái tâm của bà. Một ngày bà đi xin được bao nhiêu? Có 2 đồng xu. Con ăn bữa trưa bữa chiều nhịn đói. Thôi giờ bà nhịn một bữa bà bố thí cho tôi được không? Có 2 xu mà ngài lấy làm cái gì? Không đủ đem cái cục kẹo cho ngài nhai. Ấy, bố thí cái tâm của bà. Một người có 10 tỷ rồi bố thí 8 tỷ dễ thôi. Một người có 2 đồng xu bố thí 2 đồng xu thì cái phước báo gấp cả 100 triệu lần người có 10 tỷ mà bố thí 8 tỷ. Thì chúng ta lấy làm lạ, trời ơi 8 tỷ mà cái phước báo không bằng 2 đồng xu. Phước báo gấp tỷ lần. Thành ra mình không hiểu đạo Phật thì mình thấy nó kỳ lạ. Mà bố thí vậy thì kiếp sau làm sao? Bà lão này chết kiếp sau làm hoàng hậu, có 2 xu mà sanh lên làm hoàng hậu.